ra là ủa làm vậy chị ngon không, mà sao làm thấy mắc như vậy? Không có cái bài học nào mà không trả giá, làm ngon hay không ngon mấy ông tự cảm nhận. Ví dụ như là cũng là làm mấy mẫu xe nè, ví dụ mình làm từ 7 đến 8 triệu, chỗ khác làm 3-4 triệu thì anh em mới qua chỗ 3-4 triệu anh em làm, đúng không? Có sự lựa chọn cho anh em, tiền là tiền của anh em, xe là xe của anh em. Anh em muốn làm chỗ rẻ thì anh em làm, anh em muốn làm bên Tây thì anh em làm, giá Tây luôn công khai trên mạng. Và một cái xe mình đều báo giá chi tiết cụ thể từng món làm gì hết. Trước khi vô làm là Tây đã báo giá, giá tiền bao nhiêu mình nhắn tin qua cho người ta. Rồi, chào 500 em YouTube. Thì hôm nay sẽ tiến hành ráp máy xe rim Super và sửa chữa dàn chân xe rim Super. Thì em trai camera có thể xích tới một tí, bởi vì đang nói không có tiếng. Thì bây giờ một cái xe rim Super như vậy vô á thì mình sẽ cần làm những gì và máy móc nó đang bị gì. Thì đầu tiên mình nói thẳng với anh em luôn là cái xe này nó không hư, nó chỉ chạy yếu thôi. Rồi đây mình xin cho anh em nghe tiếng máy. Thì cái xe rim này á nó chạy rất là yếu và sẽ có ba vấn đề mình muốn nói với anh em. Là về ngoại hình, khi mà mình cái xe rim này vô là tay sửa chữa, cái xe rim này vô là tay sửa chữa chứ không phải tay dọn mới, tay sửa chữa. Thì khi mà tay sửa chữa xong á, cái xe rim nó vẫn cũ như vậy nhưng mà nó sẽ chạy ngon hơn, nó chạy đầm hơn và nó chạy chắc hơn. Thì cái câu hỏi mình đặt ra ở đây là gì? Có nhiều người vô hỏi những cái câu là mà như là câu hỏi chung của nhiều người luôn á, là ủa anh ơi, anh sửa cái này bao nhiêu tiền, là câu hỏi thứ nhất người ta hay hỏi. Thì thay vì hỏi anh ơi sửa xe này bao nhiêu tiền á, thì mọi người nên nói là em có 1 triệu em sửa gì được cho xe rim này. Hoặc là như chính xác anh trai chủ xe này, thì anh trai nói chủ xe là em có 14 triệu anh Tây tư vấn cho em làm cái gì cho nó được trong vòng 14 triệu. Rất là đúng và rất là hợp lý. Rồi cái thứ hai á là có nhiều người ta hỏi mình á, ủa làm vậy làm cái gì vậy anh? Không có trả lời được đâu. Bởi vì làm cái gì á, ví dụ như nè, mình phải mở ra mình mới biết. Ví dụ như cái vỏ này, tôi hỏi anh em thợ mà thợ cứng luôn á, có biết trong ở trong đây là cái vỏ nào á, nó lủng bao nhiêu lỗ không, nó có lủng hay là nó có xì không, đâu ai biết được đâu, đúng không anh em? Bây giờ ai biết được là cái đầm này chưa mở ra có cần phải đóng tăng bui không, đóng tăng bui không, bố lắng nó mòn hay không mòn không, cái chuyện mà bố lắng mòn không mòn biết, còn cái chuyện mà gỡ ra có cần đóng tăng bui không, ai biết, không biết được. Rồi ví dụ như là dây thắng, dây thắng đồ nè, mình mở ra nó bóp thắng rồi nó cứng. Thì bây giờ ví dụ như là tôi mở ra tôi hư cái gì, tôi sẽ báo anh em đó. Rồi ví dụ anh em mình làm trong cái khoản kinh phí của mình là như 10 triệu, như 14 triệu, như xe này chủ xe người ta có. Còn ví dụ ai mà không có đủ kinh phí đó thì mình làm thấp hơn, cái đó tùy theo số tiền. Cho nên em đừng có hỏi câu á là ủa làm vậy làm gì, muốn làm gì thì coi nè, coi clip này mình sẽ biết. Và mình phải mở hết cái xe mình ra mình mới biết là làm cái gì. Tôi hỏi mấy ông á, chừng nào vợ mấy ông đẻ, đâu biết đâu, có nhiều ông chưa vợ nữa sao biết vợ chừng nào đẻ, đúng không? Không biết được. Rồi câu hỏi thứ ba đặt ra là ủa làm vậy chạy ngon không, mà sao làm thấy mắc như vậy? Không có cái bài học nào mà không trả giá, làm ngon hay không ngon mấy ông tự cảm nhận. Ví dụ như là cũng là làm mấy mẫu xe nè, ví dụ mình làm từ 7 đến 8 triệu, chỗ khác làm 3-4 triệu thì anh em mới qua chỗ 3-4 triệu anh em làm, đúng không? Có sự lựa chọn cho anh em, tiền là tiền của anh em, xe là xe của anh em. Anh em muốn làm chỗ rẻ thì anh em làm, anh em muốn làm bên Tây thì anh em làm, giá Tây luôn công khai trên mạng. Và một cái xe mình đều báo giá chi tiết cụ thể từng món làm gì hết. Trước khi vô làm là Tây đã báo giá, giá tiền bao nhiêu mình nhắn tin qua cho người ta. Thì các bạn đều đó, các bạn phải hiểu được là như vậy là mình có làm được hay không. Chứ đừng có nói để em về em hỏi vợ em nha, là cái đó lấy mấy vợ chồng đầu luôn á, chết nha mấy cha. Rồi chào 500 em YouTube, nó đúng quá sao cười mày. Rồi chào 500 em YouTube, thì đây là xe rim 0062. Thì cái xe rim này á mình đã rút cặp bánh ra. Thì rút cặp bánh ra thì mình sẽ cho anh em coi kỹ luôn, em trai camera sẽ tới đây. Anh em thấy là cặp vỏ này là đã mòn hết, vỏ trước vỏ sau đã mòn xét hết. Rồi bây giờ là tăng bu nè, tăng bu này lõm rất là sâu và đặt bánh. Đó. Thì bây giờ á là mình sẽ đem đi mình kiểm tra, mình đóng tăng bu hoặc là vớ tăng bu lại là một, và mình sẽ đóng mặt đạn bánh ra mình kiểm tra mặt đạn bánh, rồi giờ mình mới bắt đầu mình mới rút căm mình thay vỏ. Thì tiếp đó là em trai có thể quay sơ về ở xe này
ở đây mình nhìn vô, em trai ra sau này em trai đứng nè, thì ở đây mình nhìn vô là cái xe này á, đồng người làm đồng á, người ta rất là kỹ, là người ta đã có phủ một lớp sơn chống sét lên trước rồi, cho nên là cái xe này nó không bị mục sườn. Rồi mình sẽ nhìn xuống gấp luôn, gấp này sẽ không bị mục gấp đó, thì mình sẽ không làm sườn và mình không làm gấp cho cái xe này. Thì bây giờ qua đây các bạn có thể thấy là cái dây xăng này nè, nó bị tét nó bể, cho nên là những cái này là những cái nhỏ nhặt mà giống như là những cái này nó cũ quá đó, em trai chiếu vô một cái xét xét rồi em trai lấy nét một cái, thì mình nên thay cái này nè, và mình nên thay dây thắng đồ, dây thắng cũng gần đứt ha đó. Thì bắt đầu là mình sẽ làm những gì cho xe này, thì bắt đầu mình sẽ soạn đồ hết và mình quay cho anh em coi mình sẽ làm những gì. Và một cái xe mà xe này theo mình đánh giá là một cái xe còn đẹp, sườn còn đẹp, dàn áo đồ dinh cốp cà tê đồ sinh, thì mình nên giữ lại cho người ta. Rồi vậy là chào 500 em YouTube em. Rồi đây là xe Dream 0062, thì giờ phần máy là mình kẻ rồi đúng không, bạn thấy là người ta chạy nó cháy đen rất là nhiều đó. Rồi giờ những cái này mình sẽ rửa lại cho sạch sẽ hết cho chủ xe. Dên đó là mình sẽ thay tay dên luôn, mình thay tay dên, thay bê tông bẹt đồ hết. Đầu lòng nồi mình đem đi làm rồi, mình gỡ ra mình sẽ chủ động mình kiểm tra phụ số, nếu mà số xấu quá mình sẽ thay, số đẹp mình không cần thay đó. Xe Dream này. Rồi chào 500 em YouTube, thì bây giờ là em đã tiến hành em làm xong cái xe Dream Super này, quấn dàn chân, quấn dàn máy, làm khổ phụ chẳng ba nhông sinh dĩ. Thì một cái xe Dream về đối với em là một cái xe Dream đẹp. Tại sao đẹp? Mình sườn nó còn đẹp, không bị mục sườn, dàn áo còn theo xe, cà tê còn theo xe, gấp còn theo xe. Thì nếu mà một cái xe dày mình sẽ cư xử sao mà cho đúng mà nó hay nhất. Phúc Phúc ra hỏi anh mua gì anh. Rồi thì bây giờ đầu tiên vô cái xe này là em sẽ xúc cái bình xăng con lại, em sẽ xúc cái bình xăng con lại, em thay cộng sinh ở trong cái chén xăng này cho nó khỏi chảy xăng chén và nó khỏi xì sinh. Em thay một cái lọc xăng. Rồi 4 tháng trước 4 tháng sau là em thay bạc đạn bánh trước bánh sau, em thay bạc đạn cù dĩ, em thay rồi cổ phuộc chẵn ba trước, em làm lại, em cân chỉnh đồ lại, nó có mở bờ chỉ màu xanh. Rồi tiếp đến là phuộc sau em cũng phục hồi lại, em rút căm bánh trước, em thay cái tay thắng đây, tay thắng nhìn là mới ken là biết em mới thay đúng không, chiếu vô tay thắng một cái. Rồi em thay sợi dây ga để mà dặn ga cho nó nhẹ, em thay bao tay, em thay sợi dây thắng, sợi dây thắng này nè, để mình bóp thắng nó nhẹ nhàng, nó không bị đứt dây thắng. Em phục hồi cái bình xăng con lại, em đóng bông tu lại. Rồi em thay nhông sinh dĩa, em thay cái bông đèn lái trước, và em thay xi nhan bên phải. Xi nhan bên phải á, là nó không có, nó có được xi nhan bên trái, xi nhan bên phải nó không có. Rồi em thay một cái cổ bô đây, em thay cái cổ bô, nhìn thấy cổ bô sáng bóng lại không, chiếu xuống cái cổ bô luôn. Rồi nhưng mà em vẫn xài dĩ bô nha anh em, quay quanh kia để thấy là mình thay cổ bô mà mình xài được dĩ bô chứ không phải là không xài. Rồi em làm máy em rửa máy rồi sạch sẽ lại hết. Em thay vỏ bánh trước là vỏ Yokohama đó, vỏ Yokohama có chữ Yokohama nè. Rồi em cái niềng này của người ta rất là xét, thì em có xả lại, em xả xét đồ lại, rồi bắt đầu em thay dây tim vô niềng để cái niềng nó không có bị đâm vô cái ruột. Rồi em thay một cái cao su gấp, vậy là xong cái xe này. Thì xong cái xe này xong á, thì giờ em sẽ bấm em nổ máy cho anh em nghe. Bấm một cái là máy nổ, động cơ em ru thì thầm nức nở. Rồi thì bây giờ em sẽ giao xe, em giao xe cho anh em, thì trong vòng 10 ngày nửa tháng anh em chạy rô đai nhẹ thiệt nhẹ, ngon thiệt ngon, xong xuôi hết thì em quay, anh em quay lại máng vốn em. Anh Tây ơi, cái xe chạy ngon quá, hay là anh Tây ơi xe bị xì nhớt, anh Tây có quyền, anh em có quyền, anh em khiếu nại, anh em có quyền mắng chửi em, coi cái nào làm không được em có như ta là tới khen em, cứ tới mắng chửi em. À xe bị xì nhớt nè Tây, xe là làm là chạy hao xăng hay không hao xăng nè Tây, làm lại cho tao thiệt ngon. Tại sao nguyên cái xe này em làm hết, thì bình xăng đồ á, nếu mà đi hao xăng quá mà bình xăng này em đã phục hồi lại mà không được nữa thì anh em phải thay bình xăng mới đó. Và động cơ đồ á, nguyên cái máy này em làm, em sẽ chịu trách nhiệm hết nguyên cái máy này, em bảo hành bảo đồ cho anh em, dàn chân dàn đồ cũng vậy, làm cái gì là phải có tâm với nghề.
đó. Và cái máy đang nổ thì thầm nấc nữa thì em sẽ tiến hành em ráp hết cái xe vô, em giao cho anh trai chủ xe. Chào 500 em YouTube. Rồi chào 500 em YouTube. Thì đây là chủ xe Dream Super bản số nhiêu? 0062. 0062. Thì đầu tiên clip này á, mình nói thẳng luôn, xe Dream Super này là cũng là một trong những xe Dream Super đẹp. Em biết sao cái xe em gớm ồm gì mà anh kêu xe em đẹp không? À, em biết sao cái xe em nhìn bắt gớm gì mà anh kêu xe em đẹp không? Xe này của người già đi mà. Nó đẹp là tại vì là nguyên cái sườn á. Sườn đẹp chưa? Vẫn còn đinh tán. Chính xác. Vàng áo dinh. Đồ đầy trên xe là còn hết. Là mới kêu là đẹp. Chứ không phải là ví dụ như cái xe nhìn mới rồi đẹp. Giống như nhiều cái xe nhìn mới mà ở trong đồ lô mà. Nên anh kêu là cái xe em đẹp. Rồi cái xe này á, ở trên đồng hồ nó hiện là 13.000 cây. Đồng hồ 13.000 cây. Là người ta chạy qua tua đồng hồ đó tới là 13.000 cây hay là nó là 13.000 cây? Vì cái này em cũng không coi, vì cái xe này là của bố ông bạn em. Vì em thích nên là bố nó để lại cho em. Em chuyển ở ngoài kia vào đây chứ không phải ở trong này. Biển số chắc không phải trong này rồi. Biển số 16. Vâng. Thì vì nếu mà em không rõ được, nếu mà hơn 13 cây là đúng ấy, vì từ năm 2003 đến ông đi cũng phải đến qua 13.000 cây, chứ không phải là 6.000 cây mấy ấy. Thì cái tình trạng xe em á, ví dụ sau này em coi lý em sẽ rõ là cái xe em giống như là rất ok, nhưng mà máy gỡ ra nó cháy á. Có thể là một là do người lớn đi, người ta đi 2-3 tháng người ta mới thay nhớt. Hai là người ta đi người ta ít chịu giờ số đồ, cho nên là xe nó cháy rất là nhiều, nó cháy đen thui đó. Là mà mặc dù cái sườn xe đồ đẹp nhưng mà cái máy nó lại không có phù hợp với lại là cái xe. Ví dụ như nếu mà cái xe đẹp vậy là cái máy nó cũng phải đẹp, mà máy xe nó cháy đen thui đó. Là đó. Rồi hồi nãy em định hỏi anh gì? Hỏi cái sao mà nó vì nó bị cháy là đi cái đến cái số 4 ấy, mình chít ra mình vút lên ấy, nó hay giật. À, còn bây giờ? Còn bây giờ thì hết rồi. À, thì bây giờ giống như trước khi mà cái xe em bỏ vô anh chạy á, thì cái xe như thế nào, và bây giờ cái xe khi mà anh sửa chữa lại xong cho em thì nó như thế nào? Thì bây giờ nó êm hơn rồi, nó không nói chung là đi nó không nó chắc xe hơn, đi nó không lạng xe như đợt đầu. Với lại là mấy bữa là số 4 dặn lên là nó bị hụt. Vâng. Là cái đó là do nó bị mất hơi số bắp rồi á, giống như xe chạy lâu á. Rồi bích tông bạc đồ cũng vậy. Thì giống như mình làm lại hơi kính hết, với lại anh chanh bình xăng lại thì dĩ nhiên em chạy hết. Rồi tổng tiền em làm xe này là bao nhiêu tiền? Là 11.530.000. 11.530.000. Rồi giờ cái xe á thì anh không dám khen nó ngon hay cái gì hết, nhưng mà tại vì em cũng mới chạy thử một vòng. Rồi đó, nhận xét trước mắt em đi 10 ngày sau, 15 ngày sau, nửa tháng sau, trong cái thời gian đó em rảnh lúc nào thì em qua cảnh chỉnh lúc đó. Thì nó sẽ có một cái khoảng thời gian để cho em chạy, em cảm nhận cái xe rõ hơn. Cái nào không vừa ý em tới bán vốn. Vâng. Đó nói thiệt mà. Vâng. Em tới bán vốn để anh chỉnh sửa lại cho em. Rồi giờ là xong rồi đó. Vậy là ok hết đúng không? Với cặp vỏ này anh lựa cặp vỏ đời mới, vỏ vô cô đi thử nó êm hay không, coi thử cao su nó mềm hay không, bỏ qua đổ lại thử nó làm sao. Ga ghiết đồ là lên ga bít ga đồ là nhẹ hết á. Con đồ dạ. Con đồ sao? Con. Rồi. Ok, vậy là cảm ơn. Rồi chào mọi người nha.